Bạn một cái nát về mã cao cấp đến từ thương hiệu Michigan. Đây là một thương hiệu phải nói là một tên tuổi mới nhưng mà gặt hái được rất là nhiều thành công. Đây là một tên tuổi của Trung Quốc nha. Thì cái con này là model là Draco. Con này thì nó sử dụng cái công nghệ mới là công nghệ R2R. Đây là công nghệ mỗi cái điện tử ở trên một bit âm thanh nên nó sẽ cho tiếng rất là hay. Cái con này thì hàng xài lớp, giá mới của nó đang là 20 triệu, còn giá mình bán là 12 triệu thôi. Này, nó như mới thôi. Các bạn mua con này thì phải nói là để chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều so với mua hàng mới. Rất là nặng nha. Cái con này mình để mình coi thông tin nó nặng bao nhiêu ký nha. Hàng Musician Audio thì đang được phân phối ở bởi Anh Duy Audio, đang được phân phối chính hãng nha. Thì mình sẽ coi cái thông tin. Đây, nó sử dụng công nghệ R2R DAC này. Bên trang có bán 20 triệu này. Thông số kỹ thuật của nó như sau. Nó nặng 5,5 kg. Đó, 5,5 kg là rất là nặng so với một con DAC rồi nha. Chiều ngang 28, chiều sâu là 25. Nó dày là 5 cm chiều dày. Thì cái con này bây giờ mình lôi nó ra các bạn xem luôn nha, để mình giới thiệu về cái thông số kỹ thuật. Đây là các bạn đợi nha, mình lấy nó ra nha. Con Musician Draco mình đã lôi nó ra đây. Đó. Mặt tiền này là nhôm nha. Cái khung này là khung sắt. Nhìn rất là chắc chắn luôn. Tem bảo hành nó còn nguyên luôn. Hàng này là hàng xài siêu lướt rồi. Các bạn nhìn thấy là cả cái giác phía sau đều mạ vàng nha. Có cổng USB máy tính, cổng cáp quang, cổng đồng trục ba lăng, cổng đồng trục thường, cổng I2S. Cái này thì dạy mã DSD lên đến 1024 nha. Thường các bạn nghe là DSD 128, DSD 256 và DSD 512 là cao lắm rồi. Nhưng mà con này lên đến DSD 1024. Đó. Bây giờ mình đang cắm thử cáp quang thì các bạn thấy cái này input chúng ta chọn này thì nó sẽ sáng cái đèn nào các bạn chọn đó. Partial Optical AES là cộng đồng trục và ba lăng á, USB máy tính. Cái cổng I2S này là cổng âm thanh, nhìn nó giống giống cổng HDMI nhưng mà không phải nha. Rồi bây giờ mình chọn cổng cáp quang đi. Đó. Con này nó sử dụng cái công nghệ R2R. Thì công nghệ này là điện trở, nó sẽ sử dụng cho mỗi bit âm thanh là một con điện trở. Cho hai kênh thì nó sẽ là sử dụng 32 con điện trở. Nhưng mà đó là đang đó là 16 bit, còn nếu 32 bit thì nó lên đến 64 con điện trở. Rồi. Phải nói hôm nay cho các bạn hiểu bài cái công nghệ R2R này thì nói nó cũng hơi bị khó hiểu. Rồi, mình sẽ thử một đoạn nhạc nha. Hôm nay em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn. Một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca. Bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh. Bài tình ca của em là còi đi trên đất khách xa xăm. Một chiều nào Rồi bây giờ mình thử nhạc vàng rồi nha. Đã nói là cái con này nghe nhạc gì cũng hay. Và các bạn biết là mình đang ghép với một cái cặp loa rất là rẻ tiền thôi. Cặp loa Thụy Điển Quibit. Và loa này chỉ có 5,4 triệu thôi. Đó. Các bạn cần mua loa này mua mình báo luôn này. Thành ra cái con giải mã này mà nếu chúng ta nghe trên những dàn âm thanh càng cao cấp thì nó sẽ càng hay hơn. Mở nhạc vàng rồi nha. Mm-hmm.
thợ sơ như vậy thôi nha. Giá là 12 triệu, các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình. Đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ video mới nhất đến từ kênh Nguyên Hùng Audio.